Thôi chữa không kịp, con bò cũng chín nữa chứ không gà. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống đây. Đi cái tàu mới xuống. Chào cả nhà. Lý móc xình mà em cho nó hơi ấy hơn á, cho nó nhão nhão hơn á, em nhồi đi nhồi cho nó hảo nhão nhão hơn á. Ừ, đừng có lấy đá cứng quá, đất lâu lắm á nha. Nhão á, hình như chị thấy là mình phải làm cho nó nhão ra, đắp vô con gà. Xuống lúc dưới vậy sâu. Nhồi nhồi đi, nhồi nhồi cho nó nhão ra em. Làm gà giờ này mà làm gà cái gì? Đắp đất bùn hả? Như chị thấy là nhão nhão á. Nhão thì chị hằng kêu dẻo này, anh ơi kêu nhão nữa em biết được nào. Nhão không có dẻo. Không, hơi dễ dẻo mới được. Thì đó, thì nó nhồi đó, nhồi vô. Nhồi vô em. Đắp vô đây. Nhồi vô. Chưa, để cho nhồi chút. Lẹo. Không được. Để làm cái vị. Quay cái mặt cái thằng đắp bùn nào. Có em, có em. Gà nè, thấy không? Đắp bùn nè, đó. Gà đó đắp bùn. Để dưới. Tính cái giò nó vô. Trên đất nha anh. Thiếu đất không rồi, thiếu đất. Thiếu đất. À, vậy là mình để vô cái chỗ đất, rồi đó đó. Họ mình nướng vịt á. Vừa đốt lên, vừa đốt dưới. Nè, em đi vớt thêm cục nữa. Vớt thiếu đất, thiếu đất. Bày xuống tắm luôn hả? Không, 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 không. Ê, đây nè, đi. Cứng ngắn à, nó phải lấy đất dẻo dẻo á mới được. Đó. Chừng nửa con chưa? Nửa con chưa em? Nửa con hả? Nay là đẹp là đạo diễn chính hả? Xuống miền Tây là dọc sình. Đất phương Nam, đất phương Nam. Thêm miếng đi, không có xuống tím nữa. Không được, không đúng là do ông đạo dưỡng viên đất phương Nam chứ đâu. Đất phương Nam thôi. Ờ, làm mình gì đâu. Tôi chỉ làm theo đất phương Nam. Làm theo phim luôn thôi đúng không? Có. Còn đó cô đẹp. Cho đó. Cho nó diễn diễn lên. Trời ơi, ông dọc xình cháu Điền Quân mà. Giống người chơi Kuna quá. Rồi dục xuống mương á. Trời. Lời cho nó dục xuống rồi 49 là sao vậy lên. Đó nè, nó xong rồi nó bóng rồi nè. Ừ, tại chỗ. Kệ nó đẻ. Miếng nước nó được. Thấy phải phải đắp cho bóng nghe quý vị. Bóng bóng mới được. Quý vị ơi, phải đắp cho bóng. Sơn lên. Không rồi, cái tay đẹp mà. Không chưa đầy á, để chút nữa cho nó ai ai vô nè. Này vô. Ừ. Phải khô khô nó mới ôm lại thành cái. Ăn vừa vừa rồi cái nào lúc mà mình dở lên á, để cho nó dính rồi như vậy. Em đè mạnh xuống xuống tới dưới kia luôn kìa. Ừ, cầm lên vậy đó. Này để lên đây nè. Để là cái dĩ đi. Rồi giờ em cầm này anh đắp đi. Anh đắp anh xoa tròn là được lắm. Rồi để lên rồi rớt nhóc cái trời. Không buồn lại thơm á chứ không có hôi đâu. Thơm mà, thơm mà em nghe mùi người em thấy thơm. Nếm thử miếng à, nếm thử miếng. Nếm thử. Đều chứ đừng cái chỗ dày quá chứ mỏng quá. Mình mình trước khi mình đắp gà mình phải nếm nếm thử miếng bùn coi nó có ấy không. Có mặn không đúng không? Để mặn gì thơm nước này nước mặn khỏi ướp không để dưới đắp đi để dưới nè để dưới nè tao em được bên nào rồi em để một bên thì cầm cho nó gì không để dưới đất để dưới cái diện mới đi rồi rồi đặt cái con gà lên có nghĩa là em đừng có lăn nữa để đất lên để đất lên cái nào gọn bên này à cái này rồi nè bây giờ mình thoa cái này nữa là mình lụm bỏ lên nướng luôn rồi mới của mấy anh em đây nè chè này em anh mạnh xuống ủng hộ nha. Nó là món đầu tiên nha cả nhà. Tại Vinh mà chưa ăn món gà đắp đất bùn là xong rồi. Đầu tiên nha. Hải, mấy Hải trời Vinh ủng hộ nha. Tại không có bé đẹp loại nè. Ra nó dính bùn rồi không sao đâu. Không ai làm. Nướng nó lát nữa nó khô rồi. Đó cứ nướng từ từ nó mới khô lại chứ. Làm sao không biết mà thành quả cuối cùng á. Giờ này mấy giờ đi đi nướng gà vậy? Em cũng biết giờ. Giờ này 9 giờ 9 giờ. Giờ này rất ngon. Giờ này 24 giờ đi dọc đất sình đó. Đưa dưới. Thấy chưa? Tả chưa? Đủ cái tay mày. Khoái khoái không? Khoái rồi đó. Khoái như thế thì em cũng mệt lắm nữa anh ơi. Mệt. Rồi được rồi.
được chưa? Thầy ớn các em luôn á. Thầy cơ ớn các em luôn á. Rồi xong ok chưa? Ok rồi đó, đúng rồi. Mình quay qua đốt lửa nha. Gác lên để đốt lửa chứ. Quay đây đi, từ từ để gác lên. Đó. Nhà hàng nó cũng làm gì mà. Ở cái đuôi dính áo em kìa. Dính ra xa ra. Gác cái cây này lên nữa, mình gác cái dĩ qua. Không, lấy cái dĩ ngang qua này cứ. Đó có cái rồi. Nhưng mà tôi cũng không biết mà tôi cũng không được con đập. Được chứ không được. Dám ăn hay không thôi. Với vậy không được. Ờ vậy được rồi. Đốt thôi, đi cái thiếu dùng cho tiếp. Được chưa? Dạ chuẩn bị lên lửa. Đây, anh này là anh tuổi mùi nha, tuổi mùi mới đốt được lửa. Có gì đâu biết, giữ nó nhiệm nghe. Nhạc lên nè, bóp vô, đốt bên này nữa anh cho cháy em ơi nè. Nhảy liền. Ta ung dung trên trời. Đây là cái anh tuổi mùi á, anh đang ung dung trên trời vậy đó, đập mai xanh vậy đó. Rồi lên lửa nha. Để ủa hình như ai qua đây thì anh cho nó đỡ nóng. Hình như ai, ai lạnh hay gì sợ mang xuống rồi. À, lạnh thì sợ mang xuống rồi kìa. Rửa tay đi. Ơi nãy mình có canh thời gian bao lâu không? Giờ canh nước nào hết gom không lẽ hết được rồi. Bị gom trong nước rồi đó. Hết gom là được rồi đúng không? Chính xác luôn. Chính xác luôn. Này là phin của trà dê en quê tôi hoặc quê em dùng nước mặn nha, chứ không phải là phin của đất phương Nam. Chưa dễ dàng gì. Này phải tầm khoảng 40 đến 1 tiếng nó mới chín được. Không em Lý nó nói vậy nè, nó nói đốt hết hết rôm là hết à. Hàng có bụng đâu có làm ta. Đó. Đó. Để vậy nó ung ung nó mới nóng không? Anh rửa lên, anh rửa lên là nó cháy hết rồi, nó không có tạo ra nổi. Nhà đâu biết mà tới vụ nhà hàng vòng vòng nhà không. Cái này tầm tiếng đồng hồ nó chín xong cái một cắt lên. Cái này ở đây lạnh lạnh, không có cần phải xài quạt luôn mà anh em, mà phải xả màn ra. Chứ không xả màn ra thì lạnh lắm. Chuẩn bị chờ ăn, ăn gà nha. Chuẩn bị ăn gà. Gà đắp nướng được nữa rồi. Còn nữa nữa. Chịu gì? Đi cô. Đi cô ơi. Gà chạy mất tiêu rồi, đâu có đắp được. Rồi con lên cành đào luôn. Bây giờ lấy bia ginh nó thôi, tèo ginh bia ra ngoài cho anh em uống đi, mệt rồi, ginh bia ra ngoài uống đi em. Sát nước rồi. Chi nấu vậy nè. Chi nấu là quê em được mặn nhậu giờ tức trình tư rồi. Ừ. Ờ đương nhiên rồi. Tạo về. Bây giờ cái tạo. Bây giờ nó bùng nước rồi. Có bây giờ nói chung ai tên tạo vậy? Giận luôn, không tiếp luôn á. Rồi giận luôn rồi.
giờ này giờ nè củi là nó trái dài lên luôn á, nó trái dừa nước nữa, canh canh nó trái nè. Chị đổ dừa nước ở dưới nãy nữa. Quá trời tạo về nè, về rồi hả? Quá giờ về rồi đó, bà chặt lại nó mới trái đâu. Tụi em làm đây đầu tiên nha, ruột đèo nó giận luôn rồi. Ai đèo nó đi bỏ chiều giờ bỏ nó giận rồi. Dạ, giờ chưa còn ở đó. Còn ở đây. Giận ở đây vậy ngồi ở lại là còn không. Hồi nãy thằng Tèo nó vô nó nói nó báo cáo là con gà chạy mất rồi, rượt nãy giờ mệt. Cái nói kêu thằng Tèo ginh ít bia. Không ginh ít bia hồi mình khui đây mình ăn luôn. Thấy không? Mình nói là mình rượt gà mệt rồi. Gió nữa nó thổi nó cứ nóng đẩy vô. Giờ này xương ở đâu dữ vậy? Giờ này xương mù ở đâu dữ vậy? Khổ dữ lắm vậy tụi nó. Quá vậy thằng ơi. Quay quay trực tiếp đi kêu xương mù dân ấy bắt. Đó là không phải bắt đi. Không, nãy giờ đốt 30 lần rồi. Ổn. Đó, chẳng mạnh đúng rồi. Lại nó có đúng rồi đó. Nóng lắm á. Ừ, nhức luôn á. Thấy đốt em cháy rồi. Rồi hồi nãy bỏ dưới rồi. 2 kg nó còn sâu đi nữa, 3 đồ rưỡi gà đó. Thấy, lửa thêm cháy không biết hội gà lên sao nha. Thì nó đi, gà nó xếp rồi đi. Anh cứ đốt, nước còn đốt to thì nước còn chín có gì đâu. Đâu có liên quan gì tới trong ruộng đâu. Sợ lần đầu tiên em mới cái món này lần đầu tiên nha. Nặng mai mốt biết đường đốt tiếp hả? Mai mốt kiếm được vài con đó chị ơi. Sao hồi ý sao vậy? Sao? Em thấy nó sao bây giờ em cào cào nó luôn đi. Để em thử xăm coi. Chưa. Ý cái cào cái tro này ra thôi. Ừ. Chưa chín ha, còn xíu nữa hả? Chắc ăn chưa, game. Không xơm nó. Ơi đổ bời không? Ở dưới coi chừng nó cháy hơn không? Không. Ấy nó con gà nằm tới khúc này lận nè, anh phải đâm lên khúc này, nãy em đâm khúc này chín rồi nè, khúc trên chưa. Đó khúc này đi nó xiên luôn nè. Thấy không? Ừ. Khúc này chưa? Chưa hả? Ôi. Đó đi nè, đi nè. Đó. Khúc này chưa nè, đắp thêm lên. Gì xíu nữa, xíu nữa. Cả nhà ơi, hồi hộp với cả nhà ơi. Một là được ăn, hai là không được ăn nha. Còn ba là đem gà đem nấu cháo nha. Thì nó tụt hết lông mình đem đi nấu cháo. Màu chín mà mình cũng chưa. Cái đầu này chưa chín, cái đầu này chín rồi. Đâu đâu nè, xem lại cái đẹp. Chắc ăn chưa? Xem lại cái. Trời ơi, cái đầu này chín rồi nè. Đó nó đi ẹt ẹt nè đó. Ừ đúng rồi đó. Chín nè. Không chín nè. Quay lại chút xíu cho chín cho chắc ăn. Không mà nãy em sợ em ghim nhầm cái xương rồi sao, ghim chỗ khác thôi. Đúng không? Đó. Không, vẫn còn dai chị. Dai à. Cái đầu này chưa chín. Đặt lại à. Cái đầu này chín rồi, đi đó nè đó, lụm nè đó. Lụm nè đó. Lụm rồi đó. Bươi ra. Cháy luôn cái miếng. Bươi ra nè. Đi quánh quánh nè, nó có hoài nè. Còn rơm không? Gạt thêm gạt chín chưa? Chưa đâu. Bươi ra. Gạt qua bên này, tại vì bên kia nó chín rồi, gạt qua bên này mình quay cái là lụm. Gạt qua bên này gạt. Lật qua bên này phải không? Lật lại. Đó. Ý là mình lật cái đầu qua bên này. Bụng đau đây, chân lò ra đây mà bò bụng con khỉ. Lật lại. Ý sách vậy nó đứt cái giò ra. Ừ đúng rồi, chính xác. Rồi mình đốt thêm xíu nữa cho cái đầu bên này chín đi. Thấy nó hơi có bị khét không anh? Khét cái lông, cái lông nó cháy đâu mà khét cho anh. Nữa đâu nữa, đâu còn lại. Hồi nãy cây cơm tự nhiên anh đẩy vô cái một. Cái bên này là chín rồi đó. Để em bây giờ mình để ra mình ủ vô là chính nè, ủ rơm vô. Ủ rơm vô bên này nè, rơm đây nhóc nè. Ở đây có mấy cái một đống củi nó lên nó chín. Chín rồi. Trời, chiếu nữa có củi lên là chín hả? Cái tay mình đưa vô còn nóng quéo lắm. Nóng luôn á. Rồi chín rồi đó. Để bỏ cái dừa nãy. Trời ơi, lụm luôn. Cái này của bà chưa có chín rồi. Là chín đâu có xách cái giò chứ. Ừ, nó còn đỏ này. Nè, xách đây nè, đây nè, kêu nó đây luôn. Bỏ đây, đây nha. Bỏ lên đây giặt lông. Anh lấy lông ra. Chín chưa? Chưa có chín. Để lên đây luôn. Nó còn đỏ này mà kia nó đây. Trời ơi. Thì chưa có chín rồi, sắp trời là chưa có chín. Chín rồi. Nó chín rồi mình xách đi là nó rớt ra luôn. Nó chín thì nó xách đi nó rớt mẹ cái đùi ra rồi. Chắc là chín rồi đó. Không, một bên cục, một bên ấy thì kia bên kia.
Trời ơi, máu nghe đi. Không, trong cái đùi nó phải còn máu. Cái đùi. Có cái gân nó phải còn máu à. Lột ra coi. Đùi coi đi luôn. Nè nè, bao tay không? Nè. Nè. Làm biến. Là nhổ lông nó vậy? Đúng rồi, nhổ lông nó bỏ đi. Thôi. Ủa kìa. Ôi, ê, đừng đúng cho văng vô chị. Ui da, ngắn nhiều vậy? Cái nào mà sạch sẽ là bỏ đây. Cái sạch sạch đó đừng cho văng vô chị. Ừ, cái nào nhổ một cái đi, vô ra đi. Coi chín rồi. Con gà nướng. Trời, nhỏ sao mà lột thịt da luôn rồi. Lột da nhỏ vậy. Đương nhiên trong cái đùi nó phải có máu. Thè, thè, thè. Con gà lột trong cái đùi nó phải có máu mà. Lột từ từ. Lột từ từ. Đây là chương trình con gà nướng đất xác đất phương Nam tái diễn mất lông rồi giờ khác luôn rồi vậy cho anh không chị ta hiểu kia phiên bản phương Nam tái diễn con gà nướng như ta bởi sao thay ta 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 bẻ ra nó sạch quá vậy. Ừ em cạo cái vậy coi cái tay nóng quá là được em ơi mệt quá. Cái da thì chắc chắn mới bỏ rồi, gà nướng rồi mình ăn chưa được khoảng đúng 70% rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Cái đùi với cái cánh thôi, còn cái phần còn lại bỏ gà nướng cái gì á. Gà này nó ngon cánh. Ờ vợ vợ lên đừng cho dính đất kìa. Ủa vợ là chưa có miếng thịt nào hả? Miếng thịt này chín bỏ ra nha. Đừng có cầm vợ lên thôi, đừng có ngấy. Nhỏng nhỏng nó lên thôi, hiểu không? Cái gì nhộng nhộng lên à, xíu thôi. Không nó vàng rồi. Cái lông phải đó. Đó, đó là chín rồi. Rút tay qua ngon. Ừ, nóng như vậy. Từ từ cháu mới nhận. Nóng như vậy. Cũng từ từ ăn như vậy. Ngon rồi, ngon rồi. Quá. Mẹ cứ chờ bỏ chút kia đi. Đi kìa. Trời ơi. Đó. Bỏ vô dĩa. Cái giò này không có sống được. Bên đây thấy thấy nó ngắt vậy. Không có sống được đó. Bỏ vô dĩa. Buông ra, buông ra. Buông ra. Buông ra. Đừng có lọc, đừng có lọc, đừng có lọc. Đừng có lọc, đừng có lọc. Tao sẽ mà cho nó. Thật đi. Lỡ hỏi. Chị, chị, chị. Chị, để đây. Chị ăn, chị ăn, chị ăn. Anh ơi, bỏ này ra đây, bỏ này đây này vô coi. Không cái đó nó ở đây, trên đó. Đó. Nó đâu có còn gì. Ăn đi. Chín mà. Tôi nghiệp hai nó, hai nó đắp đất sình tụi nó nướng. Tôi nghiệp nó, cậy nó đi. Đi đâu nó vậy? Chị nó ra ngồi đấy nó đẻ nó bị rồi. Mời lên thôi, mời em lên thôi. Cái mùi đất bùn không thơm gì. Ôi. Ôi. Cảm luôn đi. Mùi nghe mùi đất bùn thơm rồi đó. Còn với mùi, còn với mùi rơm nữa khuê ta. Mùi này là mùi bùn với mùi rơm. Rơm rạ đó. Mày có nướng đâu mày biết. Để tao. Bẻ cái đùi, cái đùi. Mà ai lặn, ai lặn xuống sông. Xin chào các nhà. Em lặn với ai? Nóng quá đợi nóng rồi. Nóng đợi xíu. Đợi chút xíu anh Trung ơi. Em lặn cái đùi. Chấm chấm muối ớt này để bấy cháy bồ chát luôn. Rồi, chắc con gà chục luôn. Hà lợi ăn gà đắp đất bùn miền Tây này đó. Quay video clip. Ngày mai lên YouTube xem mình ăn cũng đã. Mình ăn có cảm giác nó phải đã lên nó mới sướng lên. Ừ, ngon không? Được, được, đã đó. Đã. Mới nói với cho miếng với anh ăn không vậy? Em thèm muốn chết luôn á. Không, đút cái này nè. Đó, xé miếng, chấm miếng ớt. Nhai xong nhả ra cho em. Khương nó sợ đó, bắt cái đồ con gà. Cái này là để cho thằng Khương. Trời, nó ngọt thiệt chứ. Ngon thịt bột. Để cái này để cho Phương. Sợ mắt nó là bắt đủ đã giờ đi kiếm không? Kiếm luôn, chín mất luôn. Chín rồi, chín rồi. Nóng ngon mà. Chín ngửa luôn ngon lành đó. Ừ đó, ngửa như đi. Vậy cho nó dần dài cái vậy. Vậy này thì mình nướng vậy chứ chín. Đó. Bà đang cục ngồi ngoài uống trà. Ừ rồi. Thử coi gà. Rồi, vậy là ok rồi đó. Ai thích cục gì lên cục nấy. Em thích gì? Em
Tính gì? Dạ. Chung à. Nãy anh vô là anh uống trước ba chai rồi anh bị trúng gió nên xe anh ngủ. Giờ anh vô mày tao thấy mày tính mới đẹp tên Trung sao tính gì vậy không vậy? Ai? Anh Trung tính gì vậy? Cho anh mấy thằng giấy này lấy. Chỉ với lụm đứa nào đẻ đứa đó. Giống em. Thằng mà. Là phải bắn bỏ. Sao rồi tao phải khui vậy nè. Em mà bắn ché là hiêu thôi. Thôi đâu. Thôi dặn đầu hết trơn á. Vô. Bắn hiêu. Em mà bắn đúng ché là hiêu quánh em chết. Trời sức sức hầm răng giả tội nghiệp nhỏ. Mày sao không được? Mày tự. Đó. Tự sao em muốn đẹp? Cứu cho bắn đó, không đẹp. Xui à. Bắn cái bóng đèn cho bể chơi. Bữa nay chết chết danh này. Ừ, canh để bóng đèn đi, mai mình thử. Xuống mình mời nó mất rồi, bắn chung cái. Quá độc đi. Bể bóng đèn đó là nhậu không có được đâu. Đẹp là quá độc đi. Vô đẹp. Vô cưng. Đẹp chứ phải là không mà. Người ta điện thoại lại cái nè. Người ta nói là chỉ có ngủ mưa đấy dầm là sự tắc. Em vừa đi khiếu cái vô ly vô đây em hâu tới hâm hâm ngang hơn mưa đi ra. Đây nè em. Mừng Giáng sinh đúng không? Đặng hồi mình kết thúc clip luôn. Mừng. Ăn Giáng sinh vui vẻ. Bây giờ chào đẹp. Vô. Là mình chạy nữa anh chạy nữa. Giáng sinh. Đêm Noel ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel. Đêm Noel. Hôm nay mấy giờ chị? Vô. Tối nay là Noel nè. 24 giờ ha. 24. Bữa nay 24 mai 25. Giáng sinh. Đây Noel của Bi. chúc anh em về quê mạnh dạ mạnh khỏe chúc chưa mai còn chơi nữa mình chúc biết ai chưa về quê đêm mai còn chơi nữa nhưng chúc về quê hôm qua về chúc cho anh Phúc chị Thảo dồi dào sức khỏe Noel mạnh khỏe rồi chúc anh Phúc và anh Phúc ơi về sức khỏe Phúc chị Thảo em không có lời gì nhiều nghe mấy anh chúc anh chị nay giờ mới có chúc có 6 lần à này à, nướng con gà anh em mình nướng con gà cũng gọi là thành công đúng không thành công à, mình nướng con gà gọi là thành công chỉnh tới xương luôn vậy chỉnh tới xương tới xương luôn rồi giờ là ăn không bỏ xương nuốt xương rồi giờ chào cả nhà nha. Rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà.